Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Thái Duy Đỉnh. Mình là Thái Duy Đỉnh và đây là cái logo của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một số vấn đề nhé. Hôm nay xuất hiện để mình sẽ giải đáp một vài cái trường hợp của các bạn được cho là giọng bị yếu. Và mình đã có một cái startup để mình hỏi các bạn đó, bạn nào đã có cái nhu cầu về cái vấn đề này thì gửi cái clip cho mình. Và bây giờ mình sẽ trả lời một trong những cái clip đó đi. Mình sẽ chia ra đi để cho nó có thời gian cho các bạn có thể nghiền ngẫm từ từ. Chứ mình mà nói thì một hồi nói nhiều lắm. Cái clip nó sẽ rất là dài, như thế thì các bạn sẽ khó để mà các bạn có thể cảm nhận. Thì cái gì mà mình sẽ cố gắng nói nó thật là dễ hiểu, nhưng mà nếu như mà mình nói cái gì mà nó khó hiểu, các bạn có thể cứ inbox hoặc các bạn comment xuống, các bạn hỏi mình cho bằng được thì mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đây là một bạn đã gửi, bạn đã làm đúng những thao tác của Đỉnh yêu cầu trong status, đó là thứ nhất là comment, thứ nhì là like, thứ ba là share, và cái thứ tư là gửi clip. Tại sao Lĩnh lại tạo ra nhiều cái rắc rối như vậy? Thực ra thì nó phải đến từ mình. Đỉnh phải bỏ công sức ra để Đỉnh gọi là training online như các bạn đó, thì thật sự Đỉnh mong muốn là các bạn nó phải có nhu cầu thật sự. Và cái chuyện share đó để cho các bạn đó có cái sự phủ sóng cho những người có nhu cầu giống như các bạn đó, để có thể cùng biết đến và cùng tham gia với cái sự sẻ chia này về thanh nhạc. Ok ha, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Bây giờ là bạn đầu tiên đi. Bạn này không phải là các bạn bật đầu tiên, tức là không phải là các bạn gửi đầu tiên, nhưng mà Đỉnh sẽ chọn lại một bạn trước đã. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bạn hát nha. Ôi giời. Hết rồi, chết rồi. Ok, ok. Đầu tiên vô á thì Đỉnh phải nói trước là ở đây Đỉnh chia sẻ một cách thực tế và tất cả những gì Đỉnh hiểu biết được để Đỉnh chia sẻ, và Đỉnh mong muốn là tất cả các bạn có cái sự thay đổi và tiến bộ nếu như mà hiểu được cái gì Đỉnh nói. Còn không hiểu thì cứ comment đòi hỏi chừng nào hiểu được thôi ha. Rồi bây giờ tức nghĩa là Đỉnh sẽ không có cái chuyện là chỉ trích, hoặc là Đỉnh không có cái kiểu là chê bai.
một khi Định đã chê bai, Định sẽ không làm những clip như vậy. Ok ha. Thì bây giờ với bạn này nè, Định xin giấu tên và Định cũng xin giấu mặt bạn đó luôn. Thì với cái trường hợp này, bạn cho rằng bạn giọng yếu thì đúng là như vậy. Giọng yếu ở cái chỗ nào? Đầu tiên vô là yếu ở cái chỗ cái hơi. Thì Định luôn muốn nói về cái gốc trước. Một cái cây thì nó phải có cái gốc và nó mới lên những cái thân, cái cành, cái hoa, cái lá gì đấy thì tính sao. Thì bây giờ về cái gốc là cái hơi của bạn không có vững, cho nên nó là khi mà bạn không có vững ở đây, nghĩa là bạn chưa có được nắm bắt được cái kiến thức này, cho nên là bạn cái chuyện mà bạn làm đại nó vô thức là chuyện bình thường. Không có ai mà tài giỏi mà tự nhiên không học hành gì hết mà tự nhiên biết ha. Thì ở đây bạn, chính vì bạn không có nắm được cái hơi, cho nên là khi mà bạn hát á, cái hơi nó không đúng, nó gây ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Cái hơi nó của bạn nó không đúng, nó làm cho bạn hát nó bị mệt. Đầu tiên là bị mệt, tiếp theo á là làm cho khi mà bạn hát á, bạn sẽ không có làm chủ được giọng hát của mình mà bạn hát đại vậy thôi. Tức là khi nếu mình giữ cái hơi đúng thì cái đầu óc mình sẽ rất là sáng suốt và mình có thể hiểu được mình đang làm cái gì và mình biết là mình sẽ làm cái gì để mình có thể làm tốt cái vấn đề ca hát này. Thì đầu tiên là do cái hơi bạn không đúng. Cái tiếp theo á là có một cái vấn đề nữa là bạn hát chính vì bạn không có cái sự tỉnh táo vì không có cái hơi đấy, thì bạn sẽ hát một cách vô thức thôi. Bạn hát đại như thế thì cái độ phô chân, cái độ lệch tông đi á, và lệch nhịp của bạn nó rất là lớn. Nói chung là Định thấy là cái bạn này nha, giọng của bạn á thì rất là hay. Cái giọng của bạn này nếu như mà học đàng hoàng thì rất là hay. Có thể là ai đó nói Định kêu cái giọng nhìn kêu hay nhưng mà thật sự là đối với Định thì cái giọng của bạn này rất là hay nếu như được học đúng. Vì khi mà bạn lên cao bạn hát cái giọng pha đó, nó cũng nghe rất là nghe nó có cái âm sắc riêng, và nếu như mà nó được chỉnh chu lại thì nó sẽ không có bị chua như vậy, nó không có bị thé thé chua chua mà nó sẽ rất là ngọt ngào và nó sẽ tròn trịa hơn. Thì khi đó thì các bạn sẽ hiểu là khi nào Định nói là cái giọng bạn này hay là như thế nào. Và một cái nữa là khi những cái nốt bình thường á, bạn hát các bạn bị rướng lên á, là do cái hơi sai rồi nè, là cái cách hát của bạn cũng bị sai luôn, cho nên là bạn bị cố để bạn hát. Mà khi mình đã cố để mình làm cái gì đó thì mình sẽ rất là mất sức, mà mất sức xong rồi thì lại không có kết quả. Tức là nó giống như là cái chuyện mà mình lao động á, mình lao động mà mình không có được cái kiến thức để mà cái kỹ năng để mà làm cái vấn đề cái việc đó thì mình sẽ phải mất là nhiều sức và cái hiệu quả nó sẽ không cao. Nhưng mà khi mà mình có cái kiến thức đúng thì mình sẽ có cái hiệu quả cao hơn và cái công sức của mình nó sẽ ít thôi. Mình sẽ đỡ mệt mỏi. Mình sẽ rất cảm thấy được relax, được thư giãn và được tận hưởng cái giây phút nghệ thuật này, chứ không phải là mình sẽ phải cực khổ để mà mình phải cố để mình hát được một bài ha. Thì bây giờ Định nói lại coi, đầu tiên vô là cái hơi của bạn không có ủng hộ bạn, không có đúng để nó có thể support cho bạn, có thể giúp đỡ cho bạn có một sự tỉnh táo, có một sự thoải mái trong khi hát. Rồi cái sự tỉnh táo, không có tỉnh táo đó làm cho bạn không có sự chủ động trong khi hát, bạn sẽ không có cái tư duy để mà hát. Và cái việc mà bạn cố để bạn hát thì bạn sẽ bị mất sức và bạn sẽ không có điều khiển được giọng hát của mình, cho nên là nó yếu, nó chênh phô. Và cái yếu này nữa, một phần nữa là do bạn không có biết vang. Mà muốn biết vang á, thì không phải là dùng sức để mà vang lên, mà phải là dùng cái suy nghĩ của mình, dùng cái kiến thức của mình để mình có thể vang được.
mà cái cách của Định cũng khá là đơn giản, nhưng mà phải phải học trực tiếp thì Định mới chỉ được cái này. Cái này Định không có dẫn dụ mà là Định Định chia sẻ một cách thật lòng. Bởi vì nếu mà Định chia sẻ được cái cách cái văn mà theo như Định mong muốn á, Định Định cái hướng mà Định chỉ á, thì nó Định đã chia sẻ từ lâu rồi. Cái này là phải gặp trực tiếp thì mới Định mới mới giúp đỡ được. Thì Định cũng rất là mong là bạn sẽ có một cái cơ hội nào đó qua dự dự thính để coi các bạn khác học như thế nào. Và nếu như mà có cơ hội thì Định sẽ có thể giúp đỡ cho bạn. Và cảm ơn bạn đã gửi cái clip này cho Định. Bạn này tên là Đào Văn Nhi. Định xin phép được chia sẻ cái tên của bạn rất là tôn trọng. Bởi vì bạn sẽ có những cái giỏi riêng của bạn ở hiện tại, và cái mặt mà bạn đang mong muốn để nó tốt hơn đó là thanh nhạc, thì đó chỉ là một góc cạnh trong cuộc đời của bạn thôi. Và cái tên của bạn là cái sự đáng trân trọng, và Định được xin được nói ra đây. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nãy giờ. Định sẽ tiếp tục chia sẻ ở các clip khác về vấn đề hát giọng yếu của bạn. Cái cách khắc phục là bây giờ là đầu tiên vô là mình phải giữ hơi cho đúng. Nhưng mà giữ hơi cho đúng thì cái cách của Định dạy nó cũng không có giống người ta. Thì một bữa nào đó Định sẽ có một cái chia sẻ về cái giữ hơi cho đúng. Cái thứ nhì là bạn phải biết vang. Và cái tiếp theo là bạn phải làm chủ được cái giọng hát của bạn. Thì khi đó mới là gọi là giải quyết được tận gốc và bạn hát bài gì cũng được. Chứ còn bây giờ mà Định nói nó lan man thì nó cũng không tới đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip vừa rồi, và nếu như các bạn thấy nó thật sự là hữu ích với các bạn thì các bạn hãy like, share, tim hoặc là comment ở trên Facebook. Và nếu như các bạn thấy nó ở trên kênh YouTube của Đỉnh thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của Đỉnh để và nhấn cái nút quả chuông để nhận được những cái clip sắp tới một cách sớm nhất. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ.